Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương. Kính thưa quý vị và anh chị em, đêm nay, ngày 24 tháng 12, đêm Hồng Phúc, mừng ngôi hai con Chúa giáng trần. Việt Catholic xin kính chúc quý vị một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Sau đây, xin quý vị và anh chị em cùng hiệp dâng thánh lễ đêm Giáng sinh với Linh Mục Chủ Tế. Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa cùng anh chị em. Mà ở cùng cha. Kính thưa quý ông bà anh chị em khắp năm châu, chúng ta hòa chung khi đêm chan hòa của tiếng hát thiên thần, bình an dưới thế cho người lòng ngay. Vinh quang Thiên Chúa trên trời. Đã 2000 năm qua, cái lời chúc bình an này và những đêm chan hòa của đêm Giáng sinh đã đem lại niềm vui cho nhân thế, cho toàn cầu và cho tâm hồn của mỗi người trong chúng ta. Niềm vui đó đến từ ngôi hai thánh tử đã từ trời xuống làm thân phận con người của chúng ta để có thể song và đồng hành với chúng ta trong tất cả những vui buồn trăn trở của cuộc sống. Mặc dầu Chúa đem hòa bình, đem an hòa đến cho trần thế, cho loài người chúng ta, nhưng trải qua suốt hơn 2000 năm qua,
hòa bình vẫn chưa được thể hiện. Và đặc biệt, trong những ngày tháng chúng ta đang sống đây, cuộc chiến tại Ukraine lại càng khốc liệt hơn, có nguy cơ đưa dẫn cả thế giới chìm ngập vào trong chiến tranh của Thế chiến thứ ba. Chính vì vậy nên trong đêm hôm nay, mỗi người chúng ta thành tâm hướng về trời cao, và đặc biệt tiếp nối cái lời của Thiên Sứ đã ca trong đêm Giáng sinh: vinh quang Chúa trên trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng ta hãy trở thành những khí cụ, những người mang hòa bình như Đức Thánh Cha Francisco thứ nhất luôn luôn nhắc nhở chúng ta, và Ngài luôn luôn xác tín rằng bình an có thể thực hiện được, và bình an chắc chắn đến từ Đức Giêsu Kitô cứu thế. Trong tâm tình đó, chúng ta cũng nhớ cầu nguyện cho nhau để dâng lên Chúa tất cả những cái mơ ước của cuộc đời chúng ta. Và Việt Catholic xin gửi thánh lễ này để cầu nguyện cho tất cả quý vị ân nhân, các cộng tác viên và toàn thể quý vị trên khắp năm châu. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhầm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao. Cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã sai con một Chúa là nguồn ánh sáng thật đến soi chiếu trần gian, làm cho đêm cực thánh này bừng lên rực rỡ. Xin cho chúng con ngày nay ở dưới thế được màu nhiễm Giáng sinh soi dần, mai sau cũng được cùng con một Chúa hướng vinh quang trên trời. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiến trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Đoàn dân đang lần bước giữa tối tăm,
đã thấy một ánh sáng huy hoàng. Đám người sống trong vùng bóng tối nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Chúa đã ban chứa chan niềm hoan hỷ, đã tăng thêm nỗi vui mừng. Họ mừng vui trước nhan Ngài, như thiên hạ mừng vui trong mùa gặt, như người ta hoan hỷ khi chia nhau chiếm lợi phẩm. Vì cái ách đè lên cổ dân, cây gậy đập xuống vai họ, và ngọn roi của kẻ hà hiếp, Ngài điều bẻ gãy như trong ngày chiến thắng quân Madian. Vì mọi giày lính nện xuống rần rần, và mọi áo choàng đẫm máu sẽ bị đem thiêu, làm mồi cho lửa. Vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, một người con đã được ban tặng cho ta. Người gánh vác quyền bính trên vai, danh hiệu của người là cố vấn kỳ diệu, thần linh dũng mãnh, người cha muôn thuở, thủ lãnh hòa bình. Người sẽ mở rộng quyền bính và lập nền hòa bình vô tận cho ngai vàng và vương quốc của vua David. Người sẽ làm cho vương quốc được kiên cố, vững bền trên nền tảng chính trị công minh từ nay cho đến mãi muôn đời. Vì yêu thương nồng nhiệt, Đức Chúa các đạo binh sẽ thực hiện điều đó. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Cho chúng ta, Người là Đấng Kitô, là Đức Chúa. Hôm nay Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho chúng ta, Người là Đấng Kitô, là Đức Chúa. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, hát lên mừng Chúa toàn thế địa cầu, hát lên mừng Chúa trong tùng thánh danh. Hôm nay Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho chúng ta, Người là Đấng Kitô, là Đức Chúa. Báo cho mọi dân người thần Chúa ban xuống muôn người, các dân đều thấy sự nghiệp tay Người. Hôm nay Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho chúng ta, Người là Đấng Kitô, là Đức Chúa. Đấng ai nhảy múa từng trời vui lên, biển khơi gầm vang cùng muôn hải vần, trái hoa đồng lúa nào cùng hoan hỉ. Hôm nay Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho chúng ta, Người là Đấng Kitô, là Đức Chúa. Hãy gieo mừng Chúa vì người ngự đến, xem xưa ngàn dân đường lối công bình, xem xưa vạn quốc thân là chiến trận. Hôm nay Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho chúng ta, Người là Đấng Kitô, là Đức Chúa. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi ông Tito. Anh thân mến, ân sủng của Thiên Chúa đã được biểu lộ, đem ơn cứu độ đến cho mọi người. Ân sủng đó dạy chúng ta phải từ bỏ lối sống vô luân
và những đam mê trần tục mà sống chừng mực, công chính và đạo đức ở thế gian này. Sở dĩ như vậy là vì chúng ta trông chờ ngày hồng phúc vẫn hằng mong đợi, ngày Đức Kitô Giêsu là Thiên Chúa vĩ đại và là đấng cứu độ chúng ta xuất hiện vinh quang. Vì chúng ta, người đã tự hiến để cứu chuộc chúng ta cho thoát khỏi mọi điều bất chính và để thanh luyện chúng ta, khiến chúng ta thành dân riêng của người, một dân hăng say làm việc thiện. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Hallelujah, 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 hallelujah. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trong đài. Hôm nay đấng cứu độ đã sinh ra cho chúng ta. Người là đấng Kitô, là Đức Chúa. Hallelujah, 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 hallelujah. Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Thời ấy hoàng đế Augusto ra chiếu chỉ, chuyện kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hà. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên được thể hiện thời ông Quirino làm tổng trấn xứ Syria. Ai nấy đều phải về nguyên quán mà khai tên tuổi. Bởi thế ông Giuse từ thành Nazareth miền Galilee lên thành vua David, tức là Bethlehem miền Judea, vì ông thuộc gia đình dòng tộc vua David. Ông lên đó khai tên cùng với người đã thành hôn là với ông là bà Maria, lúc ấy đang có thai. Khi hai người đang ở đó thì bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trọ. Trong vùng ấy có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Bỗng thấy sứ thần Chúa đứng bên họ và vinh quang của Chúa chiếu tỏa chung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng. Nhưng sứ thần bảo họ: "Anh em đừng sợ, này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân. Hôm nay một đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua David. Người là đấng Kitô Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra người, anh em sẽ gặp thấy một trẻ thơ sơ sinh bọc tã nằm trong máng cỏ." Bỗng có muôn vàn thiên thần hợp xướng với thiên thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng: "Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương." Tin mừng của Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa ông bà anh chị em, trong suốt năm phụng vụ, có lẽ không một thánh lễ nào mà có cái niềm vui an hòa và đầy tràn ánh sáng bằng đêm Giáng sinh. Đặc biệt với thời đại ngày hôm nay, cả tháng trước lễ Giáng sinh, rất nhiều nhà thờ và ngay cả tư gia trang trí những đèn điện sáng rực như báo hiệu
một cái mùa của ánh sáng, một cái mùa của an vui, một cái mùa của bình an. Và trong bài đọc thứ nhất ngày hôm nay, sách tiên tri Isaiah, ngôn sứ Isaiah cũng đã loan báo cho chúng ta thời đại của Đấng Cứu Thế đến là một thời đại của thái hòa, của an bình. Và Thánh Phaolô cũng nhắc nhở cho trong thơ Tito, Đấng Cứu Thế đến mang an hòa và dạy chúng ta một đời sống con cái của Thiên Chúa. Cho nên chúng ta hãy vâng theo những cái huấn lệnh của Người. Và trong tin mừng của Thánh Luca tường thuật lại cho chúng ta biến cố Giáng sinh của Chúa. Biến cố mà kê khai hộ khẩu và dẫn đến một cái hoàn cảnh có thể nói là rất là nghịch lý. Con của Vua Trời là Chúa của tất cả vũ hoàng, nhưng trong cái giây phút đản sinh, trong cái giây phút hạ sinh xuống trần thế, lại sinh ra trong một cái cảnh rất là đơn nghèo. Đó là được bọc tã đặt trong máng cỏ của máng mà chiên bò, thường người ta bỏ đồ ăn cho chiên bò. Và đó cũng là dấu chỉ của một đấng thiên sai, con của Vua Trời, được giáng sinh bọc tã nằm trong máng cỏ, là dấu chỉ cho các mục đồng, là dấu chỉ cho người nhân thế, cho chúng ta nhận ra Vua Trời không phải là ở trong hoàng cung xa hoa, mà là ở trong máng cỏ hang lừa rất là đơn hèn ngay từ giây phút đản sinh của Người. Và chính trong cái đêm cực thánh này mà thiên sứ đã ca lên vinh danh của Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Dấu hòa bình Chúa mang đến đã được thể hiện và đang được thực hiện trong vũ hoàn, trong tin mừng, trong tâm hồn của những người thiện ngay. Nhưng thế giới chúng ta có rất nhiều cái danh vọng, những cái đố kỵ. Chính vậy nên thế giới chúng ta ít khi được thừa hưởng những cái ngày hòa bình. Là thân phận của những người Việt Nam mà chúng ta cảm được, đặc biệt những người lớn tuổi một chút như cá nhân của tôi, trong 30 năm chinh chiến giữa miền Nam và người Bắc, miền Bắc biết bao nhiêu những cái thảm cảnh thương tâm, chạy loạn, bom đạn và những cái cảnh mà ngay cả những cái bài ca người ta diễn tả nên ngay cả người chết hai lần, ngay cả người lính tử trận đang đưa đi chôn cũng bị bom và lại tung xác một lần nữa. Hoặc là ngay cả những cái câu chuyện của những người mà ngay cả là người thân trong ông bà anh chị em, sau khi đã chu toàn cái nhiệm vụ của những chuyến bay hoặc của những trận đánh, nhưng rồi thấy bạn của mình trong gia đình có niềm vui khi vợ sinh con, đã sẵn sàng nói là về thăm gia đình đi để em đem lại niềm vui cho gia đình. Tớ hay tao sẽ đi thế cái nhiệm vụ của cho mi. Và có những người trong cái chuyến bay định mệnh đó đã tan xác và mất xác. Cũng có những người trong những cái định mệnh đi hành quân như vậy đã không bao giờ trở về. Và ngay cả những người thân cũng không kiếm tìm được xác. Đó là những cái trải nghiệm mà rất nhiều người trong chúng ta
có khi đất nước chúng ta chinh chiến với nhau. Mỗi lần tôi suy nghĩ tới những cái hoàn cảnh như vậy, tôi liên tưởng tới cha Maximin Colby ở trong tù đã chết thế cho một người bạn tù. Thì tôi luôn luôn xác tín rằng những người thân yêu trong gia tộc của chúng ta chết thế cho bạn của chúng ta cũng là những vị thánh ở trên trời, mặc dầu không được giáo hội tuyên dương. Nhưng mà từ những cái cảm nghiệm của chiến tranh Việt Nam, chúng ta thấy trong những ngày Giáng sinh thường có những cái cuộc đình chiến để hòa bình, để hai bên có thể mừng cái ngày Giáng sinh của Chúa. Cho nên tôi cũng tìm lại cái nguồn gốc của những cái cuộc đình chiến ngày xưa nó như thế nào. Thì sử sách người ta ghi lại là trong cái cuộc thế chiến thứ nhất, những người lính Đức và người lính Anh đang ở dưới những cái chiến hào, và trong một cái đêm Giáng sinh, họ đã, đặc biệt lính Đức, đã thắp sáng nến ở trong cái huyệt của mình, trong cái sào huyệt của mình, và hát lên những cái bài thánh ca bất hủ. Đêm thánh vô cùng, Silent Night. Và những người lính Anh ở bên kia ngọn đồi nghe văng vẳng những cái bài thánh ca của đêm Giáng sinh, và họ cũng ngỡ ngàng, họ nói là kìa, người ta đang hát thánh ca. Và rồi những người lính Anh cũng hát lên, sướng lên những cái bài thánh ca. Và đi xa hơn nữa, những người lính không những chỉ hát thánh ca mà người ta đã tiến về cái nơi giao tranh, tay cầm đèn nến sáng và miệng hát thánh ca. Và người ta đã gặp gỡ nhau trong cái đêm Giáng sinh. Đó là những cái đêm đình chiến đầu tiên của thế giới. Sau cái năm 1914 của Thế chiến thứ nhất, thì chúng ta cũng theo cái kỹ thuật của thời Thế chiến của Đại úy Brooks Barin's father, ông ấy cho hay là lính Đức đã thắp nến và rồi trang trí những cây Giáng sinh và rồi mời những người lính Anh đi qua sào huyệt của mình và trao đổi những cái món quà. Những cái món quà là những cái nút của nút áo, là những cái băng đeo ở tay vân vân để làm kỷ niệm. Và rồi cùng nhau cầu nguyện để xin an hòa của Chúa đến cho thế gian. Ít nhất họ đã mừng lễ ngày hôm đó. Họ không coi như là kẻ thù mà là bạn hữu. Sau đó thì lại trở về với cái tuyến hào của mình. Một người lính Anh đã viết thơ cho mẹ của mình nói: mẹ biết không, đêm trong đêm thánh này đó, con đang ở trong cái hầm, cũng có những ánh đèn điện, cũng có những cái cây nến và đang sưởi ấm bằng những cái cành củi. Và mẹ biết không, con cũng đang hút xì gà. Cái điếu xì gà mà con đang hút, mẹ biết không, không phải là của đất nước chúng ta, mà của đất nước Úc đó mẹ. Người mẹ tự nghĩ, như vậy là con của mình đã chiếm được cái chiến hào của lính Đức và đã lục lọi và chiếm, đã lấy được những cái điếu xì gà của lính Đức. Nhưng người con trả lời với mẹ: không đâu mẹ, đây là cái món quà mà chính người Đức, lính Đức đã trao tặng cho con trong cái đêm Giáng sinh. Vì vậy nên qua những cái câu chuyện rất là cảm động này, người ta đã dựng nên một cái cuốn phim vào năm 2005, dựng nên một cuốn phim Joy of the Noel và đã đạt được giải Oscar lần thứ 78. Câu chuyện này cũng trình bày trong một cái cuốn phim khác
vào năm 1969 của Richard. Oh, what a lovely war! Là trời ơi, một cái cuộc chiến yêu thương thế nào? Đó là những cái tâm tình mà tôi ghi lại được trong những cái tâm tình của những cái lần đình chiến đầu tiên. Vào ngày 21 tháng 11 năm 2005, những người cựu chiến binh cuối cùng của cuộc hưu chiến đêm Giáng sinh đầu tiên năm 1914 đó qua đời ở New Tyre, Scotland. Ông ta thọ 109 tuổi. Ngày hôm nay giữa cái cuộc chiến tương tàn và khốc liệt của Ukraine, chúng ta tự hỏi không biết là trong đêm Giáng sinh, đêm hôm nay có được cả đình chiến hay không? Người Nga và người Ukraine, hoặc là lính Nga và lính Ukraine, có thể cùng cất lên những cái bài thánh ca của Giáng sinh an hòa, hoặc là có thể trao đổi những cái tâm tình qua những cái bức thư cho nhau hay không? Sau đêm Giáng sinh này chúng ta sẽ được biết có hay không. Nhưng dù có hay không, chúng ta vẫn mơ ước rằng đêm an bình mà Chúa đã đem lại hơn 2.000 năm trước đây, mong ước cái đêm an bình đó được thể hiện trên trái đất của chúng ta, trong gia đình của chúng ta, trong cộng đoàn và đặc biệt trong tâm hồn của chúng ta. Giờ đây chúng ta tiếp tục dâng thánh lễ và cầu nguyện cho hòa bình của thế giới, đặc biệt an bình của Chúa được thống trị trên toàn cầu. Giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng niềm tin của chúng ta. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong Siêu Pilato, Người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba Người sống lại như lời thánh kinh, Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiện, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, đêm nay chúng ta mừng kỷ niệm biến cố ngôi hai Thiên Chúa giáng trần. Ngài đến trao lại cho con người quyền được làm con Chúa và mở ra cho nhân loại một kỷ nguyên mới, ngập tràn ánh sáng của nguồn bình an và ơn cứu rỗi. Trong niềm hân hoan vui sướng vì được Thiên Chúa viếng thăm, chúng ta hãy sốt sáng dâng lời cầu xin. Giáng sinh là ngày đại lễ của toàn thể nhân loại, không phân biệt sang hèn hay lương giáo,
Xin Chúa chúc lành cho giáo hội Hoàn Vũ và tất cả anh em lương dân trên toàn thế giới luôn sống công chính, biết tôn trọng công lý và hòa bình, cùng nhau góp phần loại bỏ chiến tranh, bạo lực, để mọi người được sống yên vui, hiệp nhất. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Thiên Chúa cao sang, lại ẩn mình dưới hình hài một trẻ thơ yếu đuối, nghèo hèn, cần đến sự trợ giúp của tha nhân. Xin cho các Kitô hữu luôn đón nhận hài nhi Giêsu qua việc quảng đại giúp đỡ, ủi an những người đau khổ, bất hạnh, các trẻ em mồ côi, những người già neo đơn và những ai đang sống lang thang, đói rách, đặc biệt là trong thời gian đại dịch COVID-19 và chiến tranh tại Ukraine, để họ có được một cuộc sống ấm no, an bình và hạnh phúc. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Thiên Chúa đã ban cho nhân loại quà tặng vô giá, đó chính là con một của Ngài. Xin cho những người thân trong gia đình chúng con cũng biết trao tặng cho nhau những món quà đơn sơ là sự quan tâm trong từng ánh mắt, nụ cười, lời nói và việc làm mang dấu chỉ của tình yêu thương, tha thứ, để niềm vui Giáng sinh được lan rộng khắp nơi. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Giữa đêm đông giá lạnh, những chú lửa con đã dâng lên hơi thở để sưởi ấm hài nhi Giêsu. Xin Chúa đánh động mỗi người chúng con qua những biến cố xảy ra hàng ngày, từ đó biết hồi tâm suy nghĩ và điều chỉnh cách sống của mình sao cho xứng đáng là những người Kitô hữu đạo đức. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy hài nhi Giêsu, nhìn vào máng cỏ, chúng con cảm nhận được tình yêu vô biên Chúa dành cho nhân loại. Xin cho chúng con luôn noi gương các mục đồng xưa, biết mở lòng mình ra chia sẻ tin mừng cứu độ cho mọi người xung quanh và sống bác ái yêu thương để sưởi ấm cho Chúa hài nhi trong đêm giá lạnh. Chúa là đấng hằng sông và hiến tri muôn đời. Amen. Chúa sinh ra ngự trong nhà ngươi, nào ngươi đã sang mà tiếng dâng lên những gì, ngươi cho đẹp mọi bề, ngươi đang tâm dâng lên giấc thơm hèn lừng bao mùi xem lại ca một tiếng đồng hối bề lèm sao người bạc đêm thế bề lèm ơi người không biết đêm này cả một trời vui thần nhân ca ngàn khúc say xưa êm đềm tháng xưa này thương lệ người không hay còn Thiên Chúa thương người chẳng khi nào ngơi mà
người lại ư, thân cách xa ôi bề lên, sao người bạc đến thế. Chẳng hai tay con xin Chúa thương xem, cũng như ngày xưa Ngài xin xuống thế, Ngài đến thăm dân xa làng, đớn đau không để gì con ăn năn, bao nhiêu mối tội tình từ khi còn thơ, giờ đây không hối, từ vấn lương tâm than ôi, sao con bạc đến thế. Anh chị em hãy cầu nguyện để lấy Phật của chúng ta được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin nhận của lễ chúng con dâng tiên trong đêm Giáng sinh này và nhờ cuộc trao đổi kỳ diệu trong mầu nhiệm nhập thê, xin cho chúng con được nên giống Đức Kitô, đấng đã phối hợp nhân tinh với bản tinh của chúng con, với thiên tinh của Chúa trong chính bản thân của Người, nhờ Người hằng sống và hiến tri muôn đời. Amen. Chúa cùng anh chị em và ở cùng Cha, hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta, thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hiệu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đáo, và đem lại ơn cứu độ cho chúng con vì nhờ mầu nhiệm ngôi lời nhập thế. Một luồng sáng mới từ vinh quang Chúa chiếu rọi vào tâm trí chúng con, để khi nhận biết Thiên Chúa xuất hiện hữu hình, thì nhờ Người lôi cuốn chúng con yêu mến đấng vô hình. Vì thế cùng với các thiên thần và tống lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hòa mô Chúa trên các tầng trời, chúng cùng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hòa mô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức cây sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy
Mau giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa cứu thế, Chúa đã dùng thánh giá và sự phục sinh của Chúa để giải thoát chúng con. Xin cứu độ chúng con. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và trên cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con cái thông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiến toàn hội thánh trong Đức Mên cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, các đức giáo mục giáo phận chúng con và toàn thế hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt chúng con nhớ tới các vị ân nhân, các y lễ mà các khan thính gia đã gửi về để hiệp dâng trong thánh lễ này. Xin cho tất cả những linh hồn thân yêu đó cùng với các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong ánh sáng tình thương của Chúa. Xin cho họ hết thảy được vào hướng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hướng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Ca Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ, các thánh tử đạo Việt Nam và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Và trong đêm cực thánh này, chúng ta hãy cùng nâng đôi tay chúng ta lên để khẩn cầu với Cha chúng ta ở trên trời, đặc biệt khẩn cầu Ngài ban sự bình an cho tâm hồn, cho gia đình, cho thế giới chúng ta đang sống. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả xa, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chúa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Cha, xin thương cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn được thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi cơn biến loạn, đang khi chúng con đợi chờ niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã trỗi lại cho các tông đồ, Thầy để lại bình an cho chúng con. Thầy ban phước bình an của Thầy cho chúng con. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho giáo hội, quê hương thân yêu chúng con, các gia đình đặc biệt trong cuộc chiến của thế giới ngày hôm nay được mau chấm dứt, để an bình của Chúa được thái hòa và thống trị trong đất nước chúng con, cho thế giới chúng con đang sống. Chúa là đấng hằng sống và hiện trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Chúng ta trao chúc bình an của Đức Kitô cho nhau. Lạy Chúa Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót
chúng con. Lạy tri ân Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy tri ân Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây xin Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, anh phúc thay chúng ta những người được mời gọi đến dự tiệc Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Xin mình máu Đức Kitô gìn giữ chúng con sống đời đời. Lạy Chúa Giêsu, con tin rằng Chúa hiện diện trong bí tích thánh thể. Con yêu Chúa trên hết mọi sự và con ao ước được rước Chúa vào lòng con. Bởi vì giờ đây con không thể rước Chúa qua bí tích thánh thể. Xin hãy đến ngự trong tim con cách thiêng liêng. Xin cho con ôm lấy Chúa vào lòng con, như Chúa đã ở trong con và hoàn toàn kết hợp với con. Xin đừng bao giờ để con tách rời khỏi Chúa. Amen. Sương xuống đêm lạnh thêm, ê chề trần gian đắm say giấc ngủ mê. Hào quang soi chiếu khắp miền quê tư bề, nay Chúa Giáng sinh giữ lời thề. Chúa nhân gian đưa
rồi ban an bình. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, cộng đoàn chúng con vừa được vui mừng cử hành lễ sinh nhật Đấng Cứu Độ trần gian. Xin cho chúng con biết đem cả cuộc đời hiện tại làm chứng rằng Người đã đến, hầu mai sau được cùng Người hưởng phúc vinh quang, Người hằng sống và hiến trì muôn đời. Amen. Giáng sinh về, người người dâng câu chúc. Chúa hạ sinh đồng hành cùng con cái, xin lắng nghe tiếng lòng con kêu van. Cõi trần gian năm qua nhiều nguy khó, ban an hòa Giáng sinh Chúa an bình. Năm mới vui trong bàn tay Đức Chúa. Con xin phép được đại diện cho Ban Giám đốc Việt Catholic, xin kính chúc tới quý Đức Hồng Y, quý Đức Tổng Giám mục, các giám mục, quý bề trên các dòng tu, quý linh mục và tu sĩ nam nữ, cùng quý cộng tác viên và cảm tình viên, và quý khán thính giả và thân hữu của Việt Catholic đã luôn luôn yêu thương và khích lệ vun góp cho trang mạng được thăng tiến và khởi sắc để truyền tải những tin tức giáo huấn của giáo hội tới cho muôn người, muôn nhà. Trong suốt những năm đại dịch, chúng con đã cố gắng dâng các thánh lễ và các lời kinh, và đặc biệt các giờ cầu nguyện để xin Chúa cho hòa bình, cho cơn đại dịch được chấm dứt. Và Chúa đã thương cho cơn đại dịch được vượt qua. Giờ đây chúng con cũng rất là tha thiết hiệp thông với Đức Thánh Cha để cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Trong với tất cả cái tâm tư đó, chúng con cũng nguyện xin Chúa cho năm mới 2023 tới tất cả quý vị nhiều hồng ân Chúa chan chứa, giáo hội yên bề phát triển, người người khỏe mạnh vui sống và thế giới an hòa cùng chung hưởng thái bình thịnh vượng. Chúng con nguyện xin Chúa giúp tất cả luôn luôn yêu thương, được nụ cười trong sáng, an vui mỗi khi gặp ai âu sầu. Xin cho ánh mắt chúng con biết đồng cảm, trung hòa dòng lệ. Xin giúp chúng con vững mạnh, không gục ngã, không vô cảm trước những khổ đau của người người, nhưng giúp chúng con can đảm nhóm lên những ước mơ, đốt lên những hoài bão để phấn đấu, và biết chia sẻ niềm vui dù nhỏ bé, dù mong manh, để gom an bình thành những giấc mơ thanh thoát, yên bình an ủi cho những ai mỏi mệt. Chúng con xin gói trọn những ước nguyện, những ước mơ dâng lên Chúa Hài Đồng và Mẹ Thánh Người để cầu chúc và thân gửi tâm tình chúng con tới tất cả quý vị. Xin chân thành kính chúc và cũng cảm ơn Thầy và nhóm thực hiện thánh lễ này để gửi tới ông bà anh chị em cái niềm vui an bình của Cứu Chúa Giêsu Hài Đồng. Giờ đây xin phép lành của Chúa chúc lành và tuôn đổ xuống trên chúng ta. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin phép lành của Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phép lành và lại trên chúng ta luôn mãi. Amen. Chúng ta chúc tụng tình yêu Chúa. Tạ ơn Chúa. Chúa đến viếng thăm nhân trần, mưa hồng ân tràn lan khắp nơi. Chúa đã đến với con người, lấy nguồn ánh sáng rạng soi đời tâm tôi. Chúa đã sống với con người, Ngài đã nhận mang thân phận tôi tớ, Ngài được mở lối cho người đi tới.
trời hạnh phúc bấy lâu mong chờ. Giáng sinh đã về, Chúa ban thánh ân tràn trề khắp nơi thế nhân gieo mừng tình yêu giáng thế. Chúa nay đến không dân người, Chúa đến cho cuộc đời phục bình mãi luôn giang nơi hạnh phúc muôn đời. Chúng con trong cài rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn. Đức Nữ đồng trinh hiền vinh sáng lang. Hằng Chúa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, thương xót chúng con. Lạy trái tim cực thánh cực tịnh rất thánh Đức Bà Maria, cầu cho chúng con. Lạy ông thánh Giuse là bàn thánh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, cầu cho chúng con. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam, cầu cho chúng con. Nữ vương ban sự bằng an, cầu cho chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình thánh lễ này đến với những người đau yếu, những người ở xa các cộng đoàn Việt Nam và những ai trong hoàn cảnh không thể đến tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật và lễ trọng. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.